Dạ Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào cô chú anh chị mình đang xem kênh đồ xưa cũ Mê Công Hôm nay em có về được 19 sản phẩm, về được một bộ bàn ăn xưa nha cô chú anh chị mình Với lại cái bàn trang điểm xưa ha Thì lời nói đầu tiên vô em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng shop em và đã ủng hộ em trong thời gian qua Thì à, không có để mất thời gian cô chú anh chị mình thì em giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem cái bộ bàn ăn gồm có là 9 món nha đó bộ này thì là mặt bàn vuông đó, cô chú anh chị mình ghế là ghế kẻ quạt ha Bộ này em bao cho mình tuổi đời là trên 5-60 năm nha Đó, cô chú anh chị mình Hôm nay là mã H nha cô chú anh chị Đó, mã H Thì cái bộ bàn này, cái mặt ở trên là gỗ gõ Còn ở dưới là cái chân của nó là gỗ cẩm lai nha Hàng này thì em bao cho mình Đó, hàng của Pháp luôn cô chú anh chị mình Có, của của thời Pháp xưa nha Em đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha Cái chiều dài của cái bàn tổng thể là 1m8 Cái chiều rộng của cái bàn là 80 Cô chú anh chị mình xem dùm em ha Chiều cao ở đây em đo là 80 nha Cái dìm bàn là 10 phân Đó, mình xem dùm em Cái bàn này, bộ bàn này là quá trời đẹp luôn Ở phía dưới này là Con sư tử nha cô chú anh chị mình đó đục chạm tay nha Hồi xưa người ta làm tay đó Mình nhìn vô là mình biết liền ha đó, Hàng thì có sao báo cho mình vậy Hàng lành lặn liền lạc nha Không có bị uh, sức mẻ chỗ nào hết nha cô chú anh chị mình Đó chân sư tử cái bàn này khá là nặng luôn Đó được cẳng ốc cô chú anh chị mình xem dùm em nha Ốc này là ốc xưa nha Nên nó ngã màu vàng chanh nha Đó rất là đẹp ha được cẳng những cái bó hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình đó hoa dây ha mặt bàn liền luôn á cô chú anh chị mình đó mặt bàn là cái dáng liền nha rất là đẹp luôn bộ này gồm có 8 cái ghế kẻ quạt ha em đo cho mình đại diện một cái nha cô chú anh chị mình đó giờ em quay em đo cho mình đại diện một cái nha cái chiều rộng của cái ghế đó em đo là 50 53 chiều rộng chỗ ngồi ra là 42 nha Chiều cao từ mặt đất lên đây là 50 Chiều cao tổng thể của cái ghế là 1 mét đó cô chú anh chị mình Đó mình xem dùm em ha Ghế kẻ quạt được cẳng hốc xưa nha Hàng thì nó cũng đã theo thời gian 5 tháng nha cô chú anh chị mình Nhưng mà em kiểm tra cái bộ bàn này thì nó nó còn lành lặn hết nha cô chú anh chị mình Nó không có sức mẻ đắp giá chỗ nào hết Đó bộ này thì gồm có một cái bàn và 8 cái ghế nha Rồi em giao lưu mã H1 này với giá là 68 triệu nha cô chú anh chị mình Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình tới nơi tới nhà nha Đó Rồi tiếp theo lên dùm em mã hai H2 em giới thiệu cho mình một cái bàn um, trang điểm nha cô chú anh chị mình đó này mình mua mình tặng cho 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 người thân mình cũng rất là ý nghĩa nha đó ông xã thì mua tặng cho bà xã rồi em giới thiệu cho mình cái um, cái đôn nha cái đôn của cái uh, cái bàn chiều cao đem đo là 40 uh, 41 cái đường kính mặt đôn là 30 vuông nha đó 30 vuông cái gìm của cái ở đây là chính phân cái đố của cái chân cái chân cái đô hôm là 6 phân Đó mình xem Rồi em giới thiệu cho mình cái Cái mặt Cái đường kính của cái tủ nha Rồi cái bàn trang điểm ở đây em đo là 1m03 ha 1m03 chiều dài á Chiều gọng gá ở đây em đo là 38 Chiều cao từ dưới đất lên chỗ mình ngồi là 70 Đó mình xem dùm em nha Chiều cao tổng thể từ cái mặt đất lên tới cái đỉnh này là 1m50 Đó, nó có hai nó có bốn cái hộp cho mình để đồ trang điểm để kem phấn đồ nha cô chú anh chị mình Đó, ốc toàn bộ là ốc xưa nha Cái tủ bàn này em bao cho mình tuổi đời trên 40 năm nha Đó, ở phía dưới này nó cũng có hộp nha Đó, mình xem giùm em Nha đó, cô chú anh chị mình xem không gõ không kỹ thì mình cứ kết bạn qua zalo của em số điện thoại là 0968 877 667 đó, em sẽ quay cụ thể chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình xem nha Bộ này là gỗ gõ Hàng gõ mặt nha cô chú anh chị mình Rất là chắc chắn ha Cẩn ốc hình như là nó đã giáp hết luôn nha Đó chỉ có mặt sau này là không cẩn thôi Quay mặt sau cho cô chú anh chị mình xem Đó rồi anh đi vô cho anh coi đó đây là mặt sau nha cô chú anh chị mình Hàng lành lặn liền lạc hết trơn ha Đó Toàn bộ cái cây tủ này là gỗ gõ mặt nha cô chú anh chị mình nha Hàng là trên 3-40 năm Đó ốc thì em bao cho mình không sức mẻ con ốc nào hết trơn nha Rất là đẹp luôn Rồi quay vô Rồi cái tủ này mã 2A H2 Em giao lưu với giá là 22 triệu nha Đó 22 triệu bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình cặp đôn mã H3 đôm này là gỗ gõ mặt hàng cũng gần đây thôi nha cô chú anh chị mình rồi cái này là chiều cao em đó đây là 80 ha cái đường kính của cái này là 37 37 vuông nha đó cái hình lục giác nha cô chú anh chị mình đó gỗ gõ hàng gần đây thôi đó cặp này thì em giao lưu giá mềm 2 triệu 6 em bao phí ship tặng nhà cho mình nha đó có sao thì em báo cho mình vậy ha hàng thì nó lành lặn hết nó không có bị sức mẻ chỗ nào nha rồi mã này mã ba dùm em nha rồi qua mã rồi cô chú anh chị mình đang xem like cho em xin một lượt lượt like và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị mình nếu mình chưa bấm theo dõi kênh thì mình bấm theo dõi kênh ủng hộ em nha rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một bức tranh Bức tranh này là gỗ gõ của chú anh chị mình Hàng cũng tuổi đời trên 30 năm rồi ha Rồi chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m27 Chiều cao ở đây em đo là 60 ha à, Độ dày của tranh là 3 phân Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em Đó, tích là chim hoa ha Đó, hàng người ta làm rất là tơ tóc của chú anh chị mình xem giùm em xung quanh cái viền khung chanh người ta đều cẳng ốc hết trơn cho mình nha đó nhìn rất là đẹp nha đó hàng rất là dày dặn mã này mã h 4 nha em giao lưu với giá là 7 triệu tư thôi giá khá là mềm quay mặt sau cưng quay mặt sau đó cô chú anh chị mình xem giùm em bức tranh này ở phía sau khá là đẹp luôn ha từ trước ra sau chỗ nó không có chỗ nào chơi được luôn rồi qua mã rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một bức tranh nói về đồng quê nha Cũng là gỗ gõ mặt Chiều dài phủ bì là 90 ha Chiều cao đem đây em đo là 50, 57 Rồi, Chiều cao là 57 nha cô chú anh chị mình 58, 57 Rồi cái độ dày của tranh là 3 phân Tức là đồng quê ha cô chú anh chị mình Đó ốc thì ngã màu vàng chanh rất là đẹp luôn nha hàng lành lặn liền lạc hết nha cô chú anh chị mình đó mình xem giùm em mã này là mã h 5 em giao lưu cho mình với giá là 3 triệu chín nha 3 triệu chín giá khá là mềm luôn em bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình xem luôn nha ở cô chú anh chị mình luôn rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái tấm chanh cũng là gỗ gõ chiều cao phủ bì là 60 chiều rộng ra đây là 50 nha đó Tích là những chú tiên vui xuân nha cô chú anh chị mình Đó Rồi mã này mã 6H Em giao lưu mình với giá là 2 triệu 2 nha Em bao phí ship tặng nhà cho mình nha Đó mặt sau đây cô chú anh chị mình Rất là đẹp ha Rồi rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một bộ tranh cá chép lý ngư giọng nguyệt Hàng này em để mọc nha cô chú anh chị mình gỗ gõ để mọc không có làm màu ha chiều cao tổng thể là 1 m lẻ 1 m 16 nha. Rồi chiều rộng gá đem đo là 42. Hai tấm nó bằng nhau em đo đại diện cho mình một tấm nha. Đó những cái cái này là người ta đục chạm nha cô chú anh chị mình, đó nguyên khối người ta đục ra thành con cá nha. Lý Ngư giọng nguyệt rất là đẹp nha. Cái này là hàng đục nổi nha cô chú anh chị mình, đó đục nổi. Giá thì em để cho mình khá là mềm luôn, cặp này với giá là 4 triệu rưỡi nha bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình xem dùm em mặt sau đây đó hàng này để mọc nha đó cho cô chú anh chị mình thấy rõ cái chất gỗ của nó đẹp như thế nào nha rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái cặp chanh cặp chanh này là gỗ gỗ lim nha cô chú anh chị mình đó gỗ lim hàng nguyên khối người ta đục chạm và tô son vẽ vàng cho mình nha rất là đẹp luôn Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 80 nha hai tấm bằng nhau em đo đại diện một tấm nha Chiều rộng ra ở đây là 29 Ở cái khung này là người ta làm giống như là cây trúc nha nghe cô chú anh chị mình Đó Hai bức tranh này khá là đẹp luôn cô chú anh chị mình xem dùm em Đó, cái này là hàng nguyên khối nha cô chú anh chị mình Đây mình xem dùm em nha Rất là đẹp luôn ha Rồi hai cái tấm chanh này em giao lưu cho mình Giá cũng rất là mềm luôn nha 3 triệu 8 000. Chọn bộ hai tấm nha cô chú anh chị mình 3 triệu 8 000, giá khá là mềm ha Đó mình thích cái nào thì mình chụp hình gửi qua inbox bên zalo cho em nha Cho khỏi lộn nha cô chú anh chị mình Thì tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái gậy như ý nha Gậy như ý này à, à, là gỗ chắc Hàng nguyên khối em đục ra thành cái gậy như ý khá là đẹp nha. Em đo cái chiều dài ở đây là 80 nha cô chú anh chị mình. Đó, phủ bì là 80. Đó, cái này là gỗ chắc nha. Gậy như ý làm những con heo rất là đẹp nha. Đó, em quay cho mình xem ở phía dưới đây. Đó, nguyên một khúc gỗ ha, gỗ chắc. Đó cái này em giao lưu mình với giá là 2 triệu 8 nha cô chú anh chị mình Mã 9 dùm em nha Mã H9 2 triệu 8 Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái Kêu bằng cái đôm hết ta Cái này kêu bằng cái đôm đó. Rồi mã H10 Cái này em đo đường kính ở đây là 30 nha 30 vuông Cái này Đó, cái này cũng hàng gần đây thôi cô chú anh chị mình. Đó, cái này là gỗ hương nha, gỗ hương mã H H10 dùm em em giao lưu với giá là 1 triệu 2, 2 thôi ha cô chú anh chị mình. Đó, hàng gần đây nha, có sao thì em báo cho mình như vậy nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình cái khay trà gỗ cẩm lai. Đó, cái này thì tuổi đời trên 30 năm rồi, hàng cẳng tứ diện luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó mình xem dùm em gỗ cẩm lai like nha Cái cây này rất là chắc chắn nha Chiều dài phủ bì Cái cây này là 40 Khá là lớn nha Chiều rộng là 24 cô chú anh chị mình Chiều cao là 14 Đó mình xem dùm em ha, Cái chất liệu cây và ốc rất là đẹp nha Cái này em giao lưu mình với giá là 3 triệu rưỡi ha Đó hàng cẩm lai like. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái cái này rồi cái dĩa này là dĩa tứ linh nha cô chú anh chị mình hàng gỗ gõ nguyên khói chiều cao phủ bì là 44 nha cái này là hàng nguyên khói được chạm tứ linh ở phía trong nha cô chú anh chị mình đó những cái linh vật rất là đẹp nha rồi ở phía sau này thì nó có một cái cây gời đó cái đố gời như vậy ha về mình lắp ráp và mình gắn vô như vậy nha cô chú anh chị mình đó, em giao lưu cái này cho mình với giá là 1 triệu 8 nha Em bao phí ship tặng nhà cho mình Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho mình cái cái ụ trà ha Cái ụ trà này em bao cho mình tuổi đời là trên 40 năm Hàng gỗ gõ nguyên khối người ta làm lên rất là đẹp nha Kỳ công lắm của chú anh chị mình ha Đó, được cẳng ốc tứ diện luôn Ốc xưa thì cô chú anh chị mình nhìn cũng biết ha Hàng nó ngã màu theo thời gian 5 tháng Đó, đây Hàng nguyên khối nha cô chú anh chị mình Hàng này xài đời đời Cái đường kính miệng ở đây em đo là 21 phủ bì nha Chiều cao từ đây lên đây là 21 luôn Đó mình xem dùm em ha Chiều cao em đo phủ bì từ cái đây xuống đây là 33 Đây cô chú anh chị mình xem Đó hàng nguyên khối nha Rất là đẹp luôn Rồi cái này em giao lưu mình với giá là 4 triệu ba thôi Em bao phí ship tặng nhà cho mình nha Cái ụ trà <laughs> Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình cái bình hút lọc hàng vẽ tay nha cô chú anh chị mình Đó Chiều cao của cái bình hút lọc này là 50 Rồi đường kính miệng ở đây em đo là 16 nha Dòng cổ ở đây là 25 Dòng bụng là 120 Cái bình này khá là to Đó bình hút lọc thì chân đem lại may mắn tài lọc cho mình nha Đó tích là phu thê viên mãn nha cô chú anh chị mình Rất là đẹp luôn Rồi mã này H14 em giao lưu mình với giá là 2 triệu 2 Em bao phí ship tặng nhà cho mình luôn nha Đó cái chôn đế đây cô chú anh chị mình xem giùm em ha Hàng này khá là đẹp luôn Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái cặp bình này, này là hàng của um, Hàng của Đông Triều nha cô chú anh chị mình đó, cái tuổi đời của cặp bình này cũng khá là sâu tuổi rồi nha Chiều cao đây em đo là 30 Đường kính miệng là 13 Dòng cổ đây em đo là 27 Dòng bụng ở đây em đo là 52 53 nha cô chú anh chị mình Dòng bụng là 53 Cái tình trạng của nó là Nó sẽ bị lỗi lò chút đỉnh Nó có đốm đốm cái này nha cô chú anh chị mình Đó Sao thì em báo cho mình như vậy ha đó tình trạng nó như vậy cho nên là cái bệnh này cũng khá là mềm thôi tại vì hàng nó cũng tuổi đời nó cũng sâu tuổi rồi đó rồi em giao lưu mình cặp bình này với giá là một triệu ba nha hàng của đông triều đó cô chú anh chị nào thích siêu tầm những cái hàng xưa đó thì mình lấy cặp này về mình siêu tầm mình trưng bày nha mã h 15 lăm một triệu ba <laughs> rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái cặp bình chữ phúc đức nha cô chú anh chị mình để ngược <laughs> đó ở phía trên là có cá chép luôn nha cô chú anh chị mình thì cặp bình nó có tình trạng chút đỉnh thì em thanh lý giá mềm cho cô chú anh chị mình về trưng bài chơi rồi chiều cao là em đo là 61 đường kính miệng là 20 dòng cổ là 35 dòng bụng ở đây em đo là 77 hai cái bằng nhau thì em đo đại diện một cái mà một cái nó có tình trạng và một cái nguyên đây và cái tình trạng của nó đây nha cô chú anh chị mình Nó có một cái đường găng nhỏ ở đây Thì cái cặp bình này nếu như mà không găng á, là em bán 3 triệu Còn nó bị găng chỗ đó mình về mình trưng bày và mình để như vậy thì nó sẽ không thấy gì hết Tại vì cái mặt này nó quay vô Đó mình trưng bày mình để như vậy ha Rồi em thanh lý cho mình với giá là 1 triệu 2 Bao ship cho mình luôn cặp bình này nha cô chú anh chị mình Đó bán về cho cô chú anh chị mình trưng chơi có sao thì em báo cho mình vậy cho nó dễ giao lưu nha cô chú anh chị mình Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bình men gạn của bác chàng hàng này đắp nổi nha Bình này khá là lớn Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 68 nha Đường kính miệng là 20 Dòng cổ ở đây em đo là 29 Dòng bụng ở đây đo là 121 Hàng này đắp nổi nha cô chú anh chị mình Rất là đẹp luôn Đó Đó cô chú anh chị mình xem dùm em từng chi tiết Nó làm rất là công phu ha Rất là đẹp Rồi mã 17 này em giao lưu mình với giá là 3 triệu 2, 2 nha 3 triệu 2 em bao phí ship tặng nhà cho mình Đó Rồi qua mã rồi mã 18 hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị mình 10 cái dĩa bông đào 10 cái dĩa bông đào này em giao lưu với giá là 500k ha Hàng thì em bao cho mình Tuổi đời là cũng Cũng khá là lâu rồi nha Đường kính ở đây em đo là 20 nha cô chú anh chị mình Đó 10 cái dĩa này giá 500 ngàn Cô chú anh chị nào thích thì Inbox cho em nha Rồi Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình 10 cái chén này hàng của hàng của Tàu tuổi đời nó cũng khá là sâu tuổi rồi cái này nó có bọc đồng nha cô chú anh chị mình đó tích là sông long ha ủa cái này là có gì ta em không biết tích này là con công nha cô chú anh chị mình không biết tích gì nữa nó có mọc luôn nha cái này về mình sử dụng tốt nha cô chú anh chị mình hàng còn rất là ok luôn ha 10 cái này em giao lưu mình với giá là một triệu hai nha hàng không mẻ nha cô chú anh chị mình Đường kính miệng ở đây là 12 nha Chiều cao của cái chén này là 6 phân Đó có mọc hết Bọc đồng hết luôn nha cô chú anh chị mình 10 cái 1 triệu 2 Em bao phí ship tặng nhà ha Rồi cái mã này là mã 19 Cũng là mã cuối clip nha cô chú anh chị mình Rồi em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình Đã xem hết video ha Em xin chào và hẹn gặp lại ạ